Ngoại cảm thấy ấn tượng nhất đó là bà Huỳnh Hùng. Ngoài dự đoán, những anh trai nào sẽ vào chung kết? Có chứ, trời ơi, Hùng Hình phải có à. Rider đó là nó rất là tỏa sáng luôn. Tỏa sáng không thua gì Huỳnh Hùng. Đó. Cái gì? Có hai chương trình đang hot là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai C2 Ngoại, có xem không? À, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với Anh Trai Say Hi đúng không? Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Ngoại coi được tập đầu thôi. Rồi cảm thấy nó không có phù hợp cái lứa tuổi trẻ của mình. Còn cái Anh Trai Say Hi thì Ngoại xem từ đầu tới cuối. Từ tập 1 cho đến tập 6. Rồi ôi nó hay. Mấy đứa bé bây giờ nó giỏi mà nó đẹp. Hay với cái dòng nhạc nữa, rất thích luôn. Trời ơi, nghe nó đã lắm kìa. Sao mấy đứa nhỏ bây giờ nó giỏi dữ vậy không biết. Mà quay cũng đẹp, mấy đứa nào đi nó đẹp quá trời đẹp. Ước gì mà Ngoại trẻ như tụi nó. Ngoại ấn tượng với anh trai nào nhất? Trời, ấn tượng hả? Tại vì có nhiều bạn nên là mình biết mặt, có nhiều bạn thì mình đã từng xem rồi, cho nên không có gì để làm lạ hết trơn á. Có một bạn thôi mà Ngoại cảm thấy ấn tượng nhất đó là bà Huỳnh Hùng. Trời ơi, nó đâu mà nó đẹp. Nó đẹp từng cm luôn nha, mà nó nhảy như một cái máy. Mà đặc biệt nha. Khi mà nó di chuyển trên khung hình không hiểu làm sao, mà khi mà nó di chuyển đến đâu mà cái máy vừa focus đến đó thôi, một cái thôi là nó tỏa sáng liền. Mà nó nhảy từng động tác, nó đá nông nheo rồi nó cười khỉ bà con mẹ nó. Trời đất ơi, nó xinh mà nó đẹp. Nó không có nghĩa là nó chỉ được qua lướt qua 10 giây thôi nha, mà nó đổi có thể được đổi 5-6 sắc mặt rồi. Có nghĩa là 1-2 giây nó đổi, 1-2 giây đổi nó nắc và qua được. Trời ơi, nó hay dữ sợ. Công nhận thằng đấy. Cái đấy là sẽ là một nhân tố bí ẩn đó. Ngoài dự đoán, những anh trai nào sẽ vào chung kết? Dự đoán hả? Hiếu thứ hai nè. Hiếu thứ hai nó nhiều fan. Nó cũng khá ổn. Rồi cái thằng bé gì mà nó mập mập ấy nhỉ? Lùn đấy. Nê Gíp. Đấy, thằng bé đây nữa. Rồi, thằng bé đấy là hai này. Rồi Song Luân ok. Đến anh tú mà Diệu Nhi á đó, A Tết, đúng rồi, là 4 đúng không? Bạn thứ 5 là Hùng Hình đúng không? Có chứ, trời ơi, Hùng Hình phải có à. Tính là tại vì nó còn nhỏ là mình cho nó chơi cuối cùng đi. Còn bây giờ cho nó cho vô luôn đi, thứ 5 là Hùng Hình đi ha. Xong rồi đến cái đứa nào mà cái thằng gì mà nó hát cái nhạc gì mà thằng gì mà nổi tiếng bên Thái Lan. Quang Hùng đúng rồi, Quang Hùng, bé xinh xinh. À, với ta còn một anh cuối cùng là thằng Isaac. Còn mấy bạn kia nữa thấy lờn thờn. À, người được cái mặt thì lại mất cái không có tài năng, đứa thì có tài năng thì lại không có đẹp đâu, nó không có chỉnh lắm. Đấy, nên các em thông cảm. Ngoài thì ngoài tại vì chấm điểm phải toàn diện. Trời ơi, chứ. Nếu mà các em nào mà ngoài không thích không chấm thì cái đây là cái sở coi là cái tôi đâu phải ban giám khảo đâu. Tôi là ý kiến cá nhân, quan điểm cá nhân, nên là xin lỗi các fan của những người mà ngoài không có chấm. Phải thích người nào thì phải bỏ người đó vô. À, cho tóm lại là theo cảm nhận cá nhân thôi, còn mấy bạn kia thì bởi vì mình cũng đã hiểu với bạn ấy quá nhiều. Còn có những bạn mà làm cho mình bất ngờ, có nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là Song Luân nha. Cho nên con làm cho ngoài rất biết Song Luân mười mấy hai chục năm nay rồi, nhưng mà bây giờ mới cảm thấy Song Luân mới tỏa sáng. Chứ hồi xưa nó cứ lù chán ý, thế mà chương trình này tỏa sáng hả? Anh Tú cũng thế, ôi rồi ơi là duyên, hát cũng hay từ hồi nào giờ bà mẹ làm ca sĩ mà có nghe nó hát đâu. Ý thế bây giờ vô cái chương trình này mới thấy nó hát, thấy nó duyên mà cặp. Đặc biệt rất là đẹp trai nha. Đẹp lắm luôn. Cảm giác như là đẹp nhất luôn ấy. Hình như là có vợ xong nó đẹp ra, chứ hồi xưa nó có đẹp lắm đâu. Đấy. Cho nên các bạn nếu mà không có điểm đem đá của nhà tôi chấm điểm theo ý kiến của tôi nha. Cộng đồng mạng nhận xét Rider giống Ngoại. Ngoại thấy sao về nhận xét này? Thì
Phú Hà cũng biết Rider từ khi mà là thầm một cậu bé mà thi cái chương trình gì mà là quán quân đó, hồi nhỏ xí luôn. Xong rồi lớn lên cái cậu bé một ngày đẹp trời cậu bé bắt đầu mới xinh lên, và đặc biệt là cậu bé giống như một con tắc kè hoa. Tắc kè hoa à, nhuộm tóc làm đủ màu. Và bây giờ thấy hình như là các bạn nói là mà Rider giống ngoại. Có một lần mà Phú Hà thấy cực kỳ ấn tượng là hôm đi Phú Hà đi coi phim mà gặp Rider, và Rider rất là lễ phép phân tay và được xin phép để cho con chụp với ngoại một tấm hình. Đấy là một cái ấn tượng rất là cảm thấy là cô bé là rất là ngoan, rất dễ thương và cực kỳ rất là tài năng. Khi thi đáp Việt thì cậu bé không có tỏa sáng, nhưng trong cuộc thi anh trai sai thi thì ngoại thấy là Rider rất tỏa sáng và rất là giỏi. Hình như đâu đó là bạn ấy làm tổ đội trưởng và hình như đã làm được một bài hát được lên top 1 hay sao, một đoạn thứ nhất luôn hay sao. Ồ, rất giỏi luôn, không ngờ. Và đặc biệt là bạn này sẽ tiến xa vì chương trình Say Hi, anh trai Say Hi, Rider đó là có rất là tỏa sáng luôn, tỏa sáng không thua gì Huỳnh Hùng đó. Huỳnh Hùng với Rider ngoại chọn ai? Không, cái chuyện mà chọn ai không phải là chọn, nhưng mà tất cả các em đều là những mà các nhân tố là một người tuổi trẻ thì mình là người lớn thì mình là gọi là cái gì ta, mình động viên đó, chỉ cần một lời nói thôi thì có thể làm cho các em vui hoặc là các em có thể tiến xa hơn trên con đường mà các em đang đặt chọn. Và đặc biệt là cái làm nghệ thuật nó khó lắm, để được một người khác yêu và để được khán giả thích nó rất là khó, và đặc biệt là cái đạo đức nghề nghiệp nữa. Cho nên là ngoại cũng mong là các em luôn luôn dễ thương như vậy, luôn luôn làm cho khán giả cũng như tất cả mọi người đều yêu mến, thì các em sẽ trở thành là một người nghệ sĩ được yêu mến. Là một người nghệ sĩ được yêu mến của khán giả rất là khó nha. Nổi tiếng là khác, nhưng mà để được yêu, để được quý vị khán giả thương thì nó sẽ nằm rất lâu, mấy chục năm giống như ngoại. Cộng đồng mạng khá thích thú với những màn review của ngoại về các anh trai trong chương trình Anh Trai Say Hi. Ô rứa à? Thật đó hả? Ông thì chắc đơn giản là bởi vì ngoại nói đúng. Tại vì ngoại không có kiêng dè gì hết trơn á. Tại vì khi mà mình cái lời nói của mình nó đúng á, mà nó thật á, thì nó chạm đến trái tim và nó hợp với mọi người hơn. Chứ mình không có sợ là mình nói người này mình bị mất lòng người kia, hoặc là nói người kia thì mất lòng người nọ. Ủa? Tôi là khán giả mà, tôi có quyền thích và cũng có quyền lựa chọn chứ trời. Nên là thích thì tôi nói à. Ngoại có dự định làm một series review các anh trai không? Ồ, nếu mà các bạn thích nha, nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ yêu cầu đi. Kêu là review, review các anh trai. Trời ơi, nói nghe nè, mấy chục năm trong nghề nha, từ đứa lớn cho đứa bé, từ đứa mới. Có thể mới á, thì ngoại không rành thôi. Đặc biệt mấy đứa cũ, ngoại rành lắm. Trời ơi, cho nên càng cũ, ngoại review càng chân thật nha. Các bạn thích ai, cứ nói ngoại review cho coi, cho nghe. Trời ơi, tất cả các tính nết, sở thích và tất cả những cái gì mà Vũ Hà biết nha, bạn sẽ nói. Ê, quá ác lắm không ta? Thôi kệ đi, vui là chính. Nói thật luôn nha, coi mấy cái đó nó hay, nó vui, rồi mình thích lắm. Nhưng đến lúc mà chia tay, lúc mà bị loại, ôi chao ơi, nằm khóc như khóc thôi rồi, y như người ta luôn. Cái tội nghiệp á, cái tội nghiệp tại sao mà như vậy, nhưng mà vì thi mà cho cuộc thi sống còn thì bắt buộc phải chia tay thôi. Có những đứa trời thoát chết trong gang tấc, đang là ở tút ở phía dưới nhờ thắng, nờ trong cái đội thắng thoát. Có những đứa đang ở trong cái khu vực an toàn, rớt vào cái đội thua, biến khỏi chương trình, trời tội nghiệp. Cho nên đi thi là thiệt, còn cái gì ta, học tài thi phận đó. Làm nghệ sĩ hay không bằng hên, đúng thời điểm, rơi đúng vào cái mà gọi là ở cái vòng quay may mắn của mình thì các bạn sẽ tỏa sáng. Cái nghề nó kỳ lắm. Nhớ nha, nhớ nha. Các em thích bé nào trong Anh Trai Say Hi cứ nói ngoài review, cực kỳ chân thật, cực kỳ chính xác. Thích ai cứ nói, comment lên, ngoài xem review cho bạn xem nha. Yeah.